sau khi tiếp xúc với F0, chúng ta phải xét nghiệm COVID-19 và thời điểm xét nghiệm để có kết quả chính xác tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vaccine hay chưa. Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên xét nghiệm COVID-19 bằng bộ test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR. Nguyên tắc chung là sử dụng phương pháp xét nghiệm nào thuận tiện và dễ tiếp cận nhất. Theo Vireo Health, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC Mỹ khuyến cáo mọi người hãy xét nghiệm khi biết hoặc nghi ngờ bản thân nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, thời điểm xét nghiệm để có kết quả chính xác tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vaccine hay chưa. Sau khi tiếp xúc với mầm bệnh, nếu chưa tiêm vaccine thì thời gian sớm nhất có thể cho ra kết quả dương tính là từ 24 đến 48 giờ. Nếu đã tiêm vaccine thì khoảng thời gian này là 5 đến 7 ngày sau khi tiếp xúc với mầm bệnh, theo CDC Mỹ. Sở dĩ cần khoảng thời gian này là vì virus SARS-CoV-2 khi xâm nhập vào cơ thể sẽ cần thời gian để sinh sôi và phát triển đến mức mà các xét nghiệm có thể phát hiện, các chuyên gia cho biết. Trong khoảng thời gian chờ xét nghiệm, mọi người dù đã tiêm vaccine hay chưa thì vẫn cần tự cách ly, tránh tiếp xúc, thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang để không lây bệnh cho người khác. Vaccine hiện tại dù đã đạt hiệu quả cao nhưng không loại trừ 100% nguy cơ lây nhiễm. Một người nhiễm dù không triệu chứng nhưng vẫn có thể lây cho người khác. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 59% số người nhiễm bị lây từ F0 không triệu chứng. Với những người có triệu chứng, nếu xét nghiệm với bộ test nhanh kháng nguyên mà cho kết quả âm tính thì cần phải xét nghiệm lần 2 vào khoảng 24 đến 36 giờ sau đó. Nếu tiếp tục cho kết quả âm tính thì cần phải xét nghiệm PCR. Khi COVID-19 vẫn còn là mối đe dọa thì tiêm vaccine vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và người khác. Khi mọi người tụ tập với nhau trong không gian kín, để giảm nguy cơ lây nhiễm, các chuyên gia khuyến cáo những người có mặt cần phải đeo khẩu trang và mở cửa để không khí được thoáng mát. Để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian tới, Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, đối với tất cả các quốc gia và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì không thể loại trừ hoàn toàn dịch COVID-19, đặc biệt các nước có dịch kéo dài trong thời gian qua như Việt Nam. Bên cạnh đó, vaccine phòng COVID-19 giúp các nước có cơ sở thay đổi chiến lược phòng chống dịch COVID-19 từ cố gắng dập tắt dứt điểm sang chung sống an toàn với dịch bệnh. Vì vậy, việc thích ứng sống chung an toàn với dịch được nhiều quốc gia lựa chọn. Trong 2 tuần gần đây, theo báo cáo của các tỉnh thành, số ca mắc có xu hướng tăng nhanh tại cộng đồng. Tại Cần Thơ, số ca mắc tăng nhanh phải chuyển cấp độ dịch lên cấp độ 3. Tại Hà Nội, số mắc mới trong ngày 9 tháng 11 là cao nhất trong một ngày từ trước đến nay. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc trở lại 4 con số. Để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian tới, Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp chuẩn bị phương án, kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn linh hoạt, khoa học, hiệu quả. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương đánh giá cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp phù hợp. Tiếp tục thực hiện tốt 3 trụ cột chính trong công tác phòng chống dịch COVID-19, gồm cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể, xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, điều trị tích cực từ sớm, từ xa ngay tại cơ sở, góp phần giảm chuyển nặng, giảm tử vong. Đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để tăng độ bao phủ vaccine, đặc biệt với người trên 50 tuổi, theo quyết định 4.800 của Bộ Y tế. Tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bố vaccine. Bộ Y tế cũng khuyến cáo các địa phương nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, tăng cường năng lực thu dung, điều trị, theo dõi, chăm sóc người mắc COVID-19. Tổ chức điều trị F0 không triệu chứng và có triệu chứng nhẹ tại nhà, chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát. Thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cũng cho biết, tới đây sẽ khảo sát về tình trạng bệnh của bệnh nhân COVID-19 đã tiêm chủng nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine trong việc giảm biến chứng nặng ở bệnh nhân COVID-19. Hiện nay do chưa có đánh giá này, các tỉnh thành vẫn ngăn dịch theo cách từ đầu năm 2020. Ngày 10 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người từng đến các địa điểm sau, nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế. Từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11, từ 8 giờ đến 17 giờ tại công ty dầu khí sông Hồng, tòa nhà Tramvit số 177 Trần Duy Hưng. Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11, ô số 15 hàng cá D4, chợ Thành Công B. Ngày 31 tháng 10, từ 7 giờ đến 9 giờ 30 tại Đại học Kiến trúc. Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 tại quán phở 397 Trường Chinh. Từ 15 giờ đến 16 giờ tại cửa hàng Circle K số 16 Văn Cao. Ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 11, từ 16h45 đến 17h45 trên tuyến xe buýt số 22A từ 115 Trần Duy Hưng về cửa Bắc. Ngày 3 tháng 11, 6h30 đến 7h, ngày 6 tháng 11, 7h đến 7h30 tại chợ Ngọc Khánh. Ngày 4 tháng 11, từ 8h đến 9h tại ngân hàng Nam Á Banh 409 Kim Mã. Từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11, quán Bún Phở tại số 24 ngõ 720 đường La Thành, phường Giảng Võ.
cửa hàng bán đồ ăn sáng tại số 81 ngõ 678 đường La Thành, phường Giảng Võ. Tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc trung tâm y tế quận Ba Đình, khoa kiểm soát dịch bệnh theo số điện thoại 0243 843 2113 hoặc gọi điện đến trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội theo số điện thoại 0969 082 115 hoặc số điện thoại 0949 396 115. CDC Hà Nội cũng yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã, nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc COVID-19. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 5.326 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 2.122 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 3.204 ca. Sáng 11 tháng 11, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục với 61 ca trong 24 giờ qua, cao nhất từ đầu dịch đến nay. Riêng thành phố Đà Lạt ghi nhận 27 ca COVID-19 và phát hiện thêm 2 ổ dịch mới ở đường Ma Trang Sơn, phường 5 và Hùng Vương, phường 9. Cụ thể, đến 7 giờ ngày 11 tháng 11, có 10 trên 12 huyện thành phố trong tỉnh ghi nhận tổng số 61 ca nhiễm COVID-19 mới. Đà Lạt 27 ca, Đạ Tẻ 14 ca, Đơn Dương 10 ca, Lâm Hà 3 ca, Đức Trọng 2 ca. Các huyện Cát Tiên, Di Linh, Đạ Hoai, Lạc Dương và thành phố Bảo Lộc, mỗi địa phương thêm 1 ca nhiễm COVID-19 mới. Tại thành phố Đà Lạt phát hiện ổ dịch ở hẻm Hùng Vương, phường 9 Đà Lạt với 13 bệnh nhân có dịch tễ về từ thành phố Hồ Chí Minh. Được biết những người này đã được tiêm đủ 2 liều vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến Đà Lạt. Các ca này tự ý thức cách ly. Tối 10 tháng 11, ngành y tế Đà Lạt đã đưa những người nhiễm COVID-19 đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng điều trị. Các ca F1 cũng được đưa đi cách ly tập trung phòng dịch COVID-19. Cơ quan chức năng còn phát hiện thêm ổ dịch mới tại số 13 Ma Trang Sơn, phường 5 Đà Lạt với 6 bệnh nhân, liên quan ổ dịch số 2/2 Khởi Nghĩa Bắc Sơn có thêm 3 bệnh nhân mới và một trường hợp HDT nam 38 tuổi, ngụ 9/6 Lữ Gia, phường 9 Đà Lạt. Theo Sở Y tế Lâm Đồng, cả 10 trường hợp này được phát hiện tại cộng đồng có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với các trường hợp dương tính tại ổ dịch 32 Hùng Vương, phường 9 Đà Lạt, phát hiện vào ngày 8 tháng 11. Tại ổ dịch công ty Trà Ngọc Duy có thêm 1 bệnh nhân, tại 48/1 Hùng Vương, phường 9 phát hiện thêm 2 ca nhiễm COVID-19, trong đó bệnh nhân LT, nam 38 tuổi, ngày 4 tháng 11 về từ Đồng Nai. Ngoài ra còn có 1 trường hợp ngày 10 tháng 11 từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt qua khai báo y tế xét nghiệm kết quả dương tính với COVID-19. Tại huyện Đạ Tẻ phát hiện thêm 14 bệnh nhân mới liên quan đến chuỗi lây nhiễm có yếu tố dịch tễ liên quan đến quán Phở Quỳnh, tổ dân phố 5C, thị trấn Đạ Tẻ. Còn ở huyện Đơn Dương, cơ quan chức năng phát hiện thêm 8 bệnh nhân mới là các F1 liên quan đến ổ dịch tại thị trấn Ran, Đơn Dương đang cách ly tập trung. Liên quan đến ổ dịch xã Đạ Ròn, Đơn Dương có thêm bệnh nhân NTHN, nữ 36 tuổi là F1 của công nhân công ty Đà Lạt Hasfarm đang cách ly tập trung. Ngoài ra có 1 bệnh nhân nữ 20 tuổi có yếu tố dịch tễ về từ thành phố Hồ Chí Minh dương tính với COVID-19. Xung quanh câu hỏi vì sao Hà Nội chưa cách ly F0, F1 tại nhà, bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, Hà Nội chỉ tính đến cách ly tại nhà khi số lượng người cách ly gia tăng quá cao. Bên cạnh đó, Hà Nội đặc thù đất chật người đông, không đảm bảo đủ an toàn khi cách ly tại nhà. Do đó, F0 nhẹ, không triệu chứng, vẫn cần điều trị tập trung. Theo báo cáo của Sở Y tế, Hà Nội có tổng cộng 42 cơ sở cách ly với 14.639 chỗ. Tính đến ngày 2 tháng 11, thành phố đang cách ly tập trung 1.975 người tại 25 cơ sở, đều là F1 nhập cảnh từ vùng dịch. 4.568 F0 điều trị tại cơ sở y tế. Trong đó, 3.610 người đã ra viện, 618 người chuyển viện. Trong khi đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam Bộ Y tế nhận định, Hà Nội nên tính tới phương án cách ly tại nhà sớm, không nên kiên trì cách ly tập trung, rút kinh nghiệm các tỉnh có dịch bùng phát mạnh thời gian vừa qua. Nguyên nhân là thành phố liên tiếp xuất hiện các ổ dịch mới, số ca nhiễm gia tăng trong một tuần trở lại đây, khi thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. F1 tăng nhiều khi số F0 cao, dẫn tới cơ sở cách ly tập trung hết chỗ. Thêm vào đó, duy trì cách ly tập trung sẽ khiến các cơ sở bị quá tải, có nguy cơ lây nhiễm chéo. Không chỉ vậy, cách ly F1 tại nhà giúp người bị cách ly đỡ tốn kém. Người cách ly không bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý.
Nhiều nhà dân tại Hà Nội đã đủ điều kiện, đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà. Hệ thống y tế cơ sở và chính quyền từ thôn, xóm, tổ dân phố đủ năng lực, có thể giám sát theo dõi người cách ly. Trước số ca nhiễm tăng, Hà Nội đã thành lập 14 trạm y tế lưu động để ứng phó. Theo ông Tuấn, các trạm y tế lưu động này được định hướng sẽ quản lý, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà trong thời gian tới. Tuy nhiên, thành phố chưa đưa ra mốc thời gian dự kiến hoạt động trạm y tế lưu động. 30 quận, huyện, thị xã đã xây dựng phương án, quận Ba Đình diễn tập mô hình này tại phường Giảng Võ.